Hà Lùng đây nè quý vị khán giả ơi. Hà Lùng hôm nay quay cái clip này Hà Lùng sẽ đi thật là nhẹ nha quý vị khán giả. Đi thật là chậm nha quý vị. Như quý vị khán giả. Cố gắng làm sao mà cho nó không có rung lắc. Cái điện thoại của Hà Lùng nó cùi bắp lắm, nó không có chống rung. Đó. Rồi á Hà Lùng á thì quay cho một cái tâm thế là bị ngại á. Đó cho nên là quay vội, quay vàng, quay lén, quay lúc. Đó cho nên là cái clip bạn Quang. Ê Quang kêu xe bằng cách nào? Bấm số 0. Đi bộ từ đây ra ngoài sao mày? À, bấm số 0 điện thoại xong rồi chị điện tới cho một chiếc xe điện con số 0 điện tới cho à. Hôm qua mấy bé kia bấm số 0 rồi, bấm hoài không có được. Trời cái hồ bơi chỗ này bự quá, bự hơn cái hồ bơi ở bên cái chỗ cái villa mà Hà ở. Đó, thì bây giờ mình quay trở lại câu chuyện Hà thám lắm đi mà gặp ai với là nói chuyện à. Đó, thì mình quay trở lại cái câu chuyện tại sao rung lắc quá trời là bởi vì đó ngại là trời ơi, quay clip đồ này kia đó cho nên là hả quay lén quay lúc quay vội vi quay vàng cho nên là quý vị khán giả coi xong kêu bà này quay chóng mặt quay gì mà coi xong rối loạn tiền đình đó. Rồi có quý vị khán giả hỏi là sao không có thấy nói là có Khương Dừa mà quay Khương Dừa ít xịt à không có quay nhiều là thật sự là quý vị khán giả biết sao hôm qua á là cái ngày đi chơi sau khi mà Khương Dừa ốc đoàn thì cái đêm mà tổ chức ốc đoàn cái phim Chùm Nổ á là Khương Dừa nhậu bê xê lết luôn ca hát nhảy múa tưng bừng luôn nên á là bạn ấy mệt cho nên là cái ngày hôm qua lúc mà đi á là đụng đâu là vật vờ đó đụng đâu là ngồi dựa đó này nọ kia luôn mệt lắm cho nên là khi mà mình quay á thì người ta phải ở trong cái tâm thế vui vẻ thoải mái khỏe mạnh thì người ta quay nó dễ chịu nó vui. Đi bộ rồi còn mà người ta đang mệt quá mà mình đè người ta ra quay người ta quạo nó mới vui không phải là quạo nhưng mà người ta nói chung là người ta là về tâm lý người ta mệt buồn quay đúng không Hào? Ví dụ chị quay các khán giả nói chị mạnh đầu á, chị để gần quá. Tại vì nếu mà chị để xa, nếu mà chị để xa thì khán giả lại vô nói là bả nói cái gì không nghe. Đó. Trời ơi, lười là biết đó mà đầu tư cái mic 6 triệu đồng mà mua gì. Thiệt chứ? Cái mic 6 triệu đúng không? Đúng rồi. 6 triệu mấy? Đó, 6 triệu mấy 7 triệu mà biết không? Gần 1 năm trời chưa được 100 đô. Làm tiếp tại sao nữa tại nữa tại nói nữa tại kêu làm YouTube làm không ta không không sáu triệu thiệt mà trời 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 thôi để lát nữa mở cho coi làm gần năm trời chưa được trăm đô là tại vì tháng làm có 2-3 clip gì vậy tháng làm có 2-3 clip trăm đô ừ nhưng mà hiểu không ăn sáng ở đây đúng không em dạ vâng không phải ăn sáng ở đây đâu đây. Vô đây ăn điểm tâm chứ không phải vô đây để ăn sáng. Nè chị đem thêm một cái chai nữa nè để hát nước muốn chết luôn rồi. Thôi bây giờ đi vô ăn quý vị ơi, lúc ăn mình sẽ không quay. Alo, Hà Lùng đã ăn buffet xong rồi quý vị khán giả, bây giờ đi về. Đi về phòng. Trời ơi, ở đây đẹp thiệt luôn quý vị khán giả ơi. Vincom Phú Quốc thiệt là đẹp. Không gian yên tĩnh, khoảng xanh quá trời luôn. Cây cối đó. Hà Lùng quay về êm chưa? Em ngồi hen nhưng mà không có ông Khương Dừa đâu có ông Khương Dừa hình như mọi người coi hơn sáng giờ chưa thấy ông Khương Dừa xuất hiện hôm qua ổng cũng ca hát nhảy múa dữ lắm trời đất ơi trên đây có xe đạp điện mấy chú lầm vườn chạy như chim bay rồi bây giờ đi vô nhà cái nhà bự lắm quý vị ơi đó cái nhà rất là bự nè chậm chưa không có rung lắc nha đó một cái villa như vậy là chắc cỡ 200 m² quá 200 m² nữa đó phòng rồi đó có hai phòng trên lầu có một phòng nữa king room Hà ở king room luôn á một mình luôn ghê chưa không sợ gì cả bây giờ mấy em đi ăn chứ về mấy em bé đi ăn buffet chứ về phòng bên đây là có hai em bé ở đó. Phòng bên đây là có hai em bé nữa ở không bên đây ba em bé ở mà Hà nói là lên lầu
Thế một em lên lầu đi. Không, thôi cho tụi em ngủ chung với nhau đi. Mà Hà đã thề rồi là Hà không có ngáy. Không chịu lên, lười xách đồ lên, làm một mình ơn Hà ở trên lầu. Mà Hà không có sợ nha, không có sợ đâu. Đó, trời ơi, cái phòng khách nó bộ ghế salon cũng bự chà bá nữa. Bên ngoài có hồ bơi nữa. Hồ bơi có mét ba đã lắm. Hà đâu biết bơi đâu. Cho nên Hà nghe nói cái hồ bơi có mét ba là Hà thấy khoái rồi đó. Thấy khoái khoái rồi đó. Và một mét ba là mình nhảy xuống mình bơi, mình không có sợ chết đuối. Tối quá trời luôn trời. Đó, cái hồ bơi là cái gì? Hồ bơi cá nhân riêng của từng villa là có một cái hồ bơi nhỏ gì đấy này, cái mấy đứa nít con Hà nó thấy này cho khoái lắm nè. Hôm qua chụp hình cho nó coi cái phòng trên lầu mẹ ở á, ổng khoái, ổng kêu trời cái chỗ của mẹ vui vậy mà mẹ không cho con đi. Kêu trời đất ơi, tôi đi hội nghị công ty đó trời, chứ không phải đi chơi đâu. Hôm nay công ty cho đi chơi nè, đi qua Safari VinWorld gì đó, nghe nói là đẹp dữ lắm. Ơi là đẹp luôn mà lười. Trời nắng lắm quý vị khán giả ơi, nắng muốn chết luôn. Nắng mà không có đem áo khoác, không đem gì trơn. À, 50 phút là có một chuyến xe chở mình đi qua bển. Mà bây giờ á, công ty mua vé rồi không đi á thì lãng phí. Mà đi thì nắng lười quá. Quá trời việc nữa. Bánh mì ông Màu hai phải coi, phải việc để cắt tập ra để 10 tháng 1 lên sóng cho quý vị khán giả coi. Cho quý vị khán giả hỏi quá trời hỏi chừng nào lên tập 20, chừng nào lên tập 20 đó. Thì 10 tháng 1 là lên. Giờ coi ông mở cho coi nè. Hà Lùng sướng nha, Hà Lùng được coi trước đó. Hà Lùng được coi sớm nhất là quân. À không, phải là phòng hậu kỳ coi sớm nhất. Phòng hậu kỳ ráp vô rồi này nọ kia rồi xong rồi Hà Lùng với coi rồi mới giao qua đài đó, thấy không? Bây giờ đang có tới tập 17 rồi đó. Coi không? Thôi không cho coi đâu. À còn có phim Tết nữa. Cắt phim Tết nữa. Nhiều việc quá à. Muốn ở nhà làm. Không có muốn đi qua Safari. Đi mất thời gian mà lội bộ đi vòng vòng trong đó nắng thấy mồ. Và có mấy đứa nít dẫn đi chơi cho biết. Chứ còn mình già hú đi làm gì ba khu đó. Đi lội bộ. Người ta kêu vô chụp hình nhiều góc sống ảo đồ đẹp đồ này kia các kiểu. Hà lười chụp hình lắm. Bị mình cũng đâu có mặt đẹp hay gì đâu. Trời ơi tôi giống trai, tôi bộ quần sổ thun trao nên chụp hình nên ai ngó đâu mà chụp làm gì. Phải đi có ông Khương rồi đẻ ông ra quay clip cho mọi người coi cũng được. Đi ông Khương ngủ giờ chưa dậy hay gì không thấy ổng đâu. Bên cái team Red Moon cũ đó quý vị khán giả nghỉ trơn buộc. Ngân cũng nghỉ, Trang cũng nghỉ, Năm Bi cũng nghỉ, Trương nghỉ. Bé Phương Bùi cũng mới nghỉ rồi. Nghỉ muốn hết, nghỉ hết rồi đó. Như cái Red Moon, cái Red Moon cũ còn có Khương Hà với Hồng Hiền nghỉ hết, nhà đi làm YouTube hết rồi, nhà đi làm YouTube vui hơn, đỡ stress đỡ áp lực hơn. Hà mà nghỉ với nhà là ăn cám, làm YouTube có ai coi đâu, đi làm mới có cơm ăn chứ còn nghỉ nhà làm YouTube là ăn cám, mà cám cũng có mà ăn nữa. Quay thì lung lung lắc, người ta vô chửi quá trời. Nay là êm mà nha, nay quay là em gu luôn á trời, không có rung miếng nào luôn á, mà chỉ có chán thôi. Mình Hà nó khùng, nó ngọ, nó khùng, nó điên, nó man, nó mát. Trời đất ơi, đi gì chứ mà ước gì mà có con được đi chơi chung, nó khoái lắm luôn á trời. Từ ngày 1 tới ngày 3 là Hà Long được nghỉ nghỉ Tết dương lịch đó quý vị. Hà Long đã sẽ dẫn con đi Vũng Tàu, dẫn con đi Vũng Tàu chơi đó, vừa kỷ niệm ngày ấy luôn, vừa dẫn con đi chơi luôn. Hai ông nôn lắm trời, nó tự tự động lên nó tìm trên cái gì Agoda đó, nó đặt phòng luôn quý vị, đặt khách sạn Malibu. Trời ơi mắc lắm, 3 ngày 2 đêm mà 5,6 triệu. Thôi kệ đi, hồi từ hồi dịch tới giờ đâu có cho đi đâu chơi đâu, sợ á. Rồi với lại cũng đâu đi đâu được, ai chứa đâu đi. Bây giờ cái cho đi Vũng Tàu. Mà Vũng Tàu cái chỗ Malibu hồ bơi sâu lắm, hả, không có bơi được. Buồn. Khoái bơi lắm. Không biết bơi nhưng rất là khoái bơi. Nhưng mà phải lựa chỗ nào không sâu để xuống bơi cho nó đã. Từ giờ đến chiều thế nào tôi cũng nhảy xuống cái hồ này nè, mét 3 nè. Tôi khoái nè, mét 3 là tôi khoái đó. Hồi nhà không nói nữa, mất công quý vị nhà nó còn nó điên. Tự nhiên bắt máy lên nó khùng nó điên, nói mình ơn nó gì đó. Hổm ốc đòn chùm nổ định đi rồi, đi quay clip đồ vui mà xong cái bận cái không đi luôn. Trời nôn, cái phim chùm nổ phát sóng quý vị khán giả sẽ thấy Hà Lùng bị khùng như thế nào trong phim chùm nổ. Hộp với bà nha, quý vị khán giả làm gì làm đi,
để ngồi nghe Hà nói khùng nói điên nữa. Khùng điên dữ lắm, tôi có thể ngồi nhìn cái máy nói một tiếng đồng hồ. Đang đau đầu vật vã. Trời ơi, con bé biên kịch mới nhắn tin em đang đau đầu vật vã. Trời ơi em ơi, cuộc sống này có đau đầu vật vã cũng không giải quyết được vấn đề gì. Cho nên chúng ta hãy cứ từ từ giải quyết các cái vấn đề. Chứ bởi vì có đau đầu vật vã cũng sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Thôi, bye bye. Chúc mọi người có một ngày thật là vui nha. Ăn tới tay thật là vui nha.